Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cao thủ của cao thủ, tham nhũng quyền lực vô đối nhưng rất giỏi giao giảng đạo đức. Đó là ai? Nếu đó các nước dân chủ với nền kinh tế tự do là những quốc gia đi đầu trong mô hình kinh tế, thì công ty quy mô nhỏ cho đến những tập đoàn đa quốc gia với quy mô tài sản còn hơn cả GDP của một số nước nhỏ khác. Tuy nhiên, tại các cường quốc kinh tế trên thế giới, khó mà tìm ra được loại tham nhũng mà phát triển lên thành tập đoàn như ở Việt Nam. Sự tham ô ở Việt Nam có mặt tại mọi ngóc ngách, mọi tầng lớp của người dân trong cả nước. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là một cao thủ trong hàng cao thủ. Tham nhũng quyền lực tạo ra vị thế vô đối trong Đảng. Sự câu kết với nhau giữa quyền lực chính trị và doanh nghiệp và lợi ích nhóm, xem trọng tham nhũng quyền lợi kinh tế, nhóm này phân công nhiệm vụ rất rõ ràng. Phía quyền lực chính trị làm chính sách để thuận tiện cho doanh nghiệp vơ vét tiền bạc, nhấn chìm những đối thủ không có thế và lực giống mình để mà vơ vét. Và kết quả doanh nghiệp sân sau hưởng lợi, các quan chức nhận lại quả và trở nên rất giàu có, mua xe sang, xây biệt phủ, gửi tiền đi nước ngoài. Khi dư luận xôn xao về công việc quan chức lấy tiền đâu mà giàu thế, thì họ lại ngụy biện rằng họ buồn chổi đót hay chạy xe ôm và làm thối móng tay mới có cơ ngơi như thế. Sự cấu kết với nhau có khi giữa các quan nhân có quyền lực lớn liên kết lại thành một tập đoàn. Họ tham nhũng quyền lực và giao giảng đạo đức, loại tham nhũng này ở tầng cao nhất, khi thâu tóm quyền lực và nhờ đó bạn ban phát lại quyền lực cho thuộc hạ, thì tất nhiên lợi ích kinh tế tự đổ về. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mẫu người như thế, ông thâu tóm quyền lực thành thế lực độc tôn. Ông thường giao giảng đạo đức Hồ Chí Minh, thường giao giảng đạo đức cách mạng và rồi ông dung túng cho đàn em bên dưới tự tung tự tác đi cướp bóc của dân của đất nước. Ông Vương Đình Huệ nếu chịu khó học hỏi ông Tổng thì cũng có khả năng trở thành cao thủ. Hiện nay, dân Việt Nam rất ghét loại lợi ích nhóm tham tiền, nhưng lại đi ủng hộ lợi ích nhóm tham quyền. Người dân đã bị lừa một cách ngoạn mục bởi kẻ tham nhũng quyền lực khủng nhất hiện nay lại đang giao giảng đạo đức rất hay. Họ là cao thủ của cao thủ. Việt Nam hiện tại chỉ có một con người duy nhất. Ông Tổng Bí thư lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, tuy nhiên thuộc hạ bóng trọng dụng thì có thể nói họ cũng chẳng khác gì những quan chức đã bị lộ. Tùy thuộc vào cách ngụy trang của những thuộc hạ ông Tổng sử dụng, kẻ thì ăn dày và lộ liễu, kẻ khác cũng ăn dày nhưng kín tiếng hơn, biết che đậy. Những người ăn dày và lộ liễu chỉ là kẻ võ biển, hữu dũng vô mưu, còn kẻ ăn đậm nhưng nhìn rất nghiêm túc, đạo mạo thì kẻ đấy là cao thủ. Giống với thầy Nguyễn Phú Trọng hơn. Đệ tử của Nguyễn Phú Trọng có cả những đoạn như trên. Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội hiện nay của Việt Nam, là người được dự kiến sẽ thừa kế ngai vàng của ông Trọng. Ông Huệ là người rất khôn khéo. Việc cộng đồng mạng moi ra con gái ông Huệ là Vương Hà My đã đi du học tại Mỹ là một trường hợp rất đặc biệt. Đó là đại học thuộc loại đắt đỏ hàng đầu của nước Mỹ. Đấy chỉ là một tai nạn. Ông Huệ vốn là người khôn ngoan hơn người. Trong chính trị, ông khéo léo núp lùm, hưởng vào thành quả. Trong vấn đề tham ô, ông không để lại dấu vết gì. Ông Huệ đóng vai một lãnh đạo trong sạch, khá hoàn hảo, dù ông còn xa mới bằng ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm thì chỉ đáng làm công cụ, không bao giờ trở thành cao thủ như ông Tổng. Ngược lại, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, thể hiện là một tay võ biển đúng nghĩa, ăn không biết chùi mép, đi đến đâu để lộ vết tích xấu xa đến đó. Việc đi London, Anh Quốc dẫn thịt bò rát vàng là cách làm của anh võ biển thiếu tầm nhìn. Với bản chất cạn nghĩ như thế, ông Bộ trưởng Bộ Công an chỉ thích hợp với nghề đao kiếm, chứ không hợp với trò chơi chính trị cùng đỉnh. Quan chức nào cũng ăn, tuy nhiên, ăn mà để lại dấu vết quá lộ liễu trong vụ án Mobilephone mua AVG là quá tệ. Tuy là dùng con dấu mật để chặn cơ quan điều tra tiếp cận, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Sự thật này cho thấy ông Tô không đủ tầm để tham nhũng quyền lực như sếp của ông ta. Người có khả năng tham nhũng quyền lực thay thế ông Tổng hiện nay chỉ có thể là Vương Đình Huệ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Cao thủ của cao thủ, tham nhũng quyền lực vô đối nhưng rất giỏi giao giảng đạo đức. Đó là ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dùng Hà Nội làm chính trị và kiếm trác, Đinh Tiến Dũng đùa với lửa đạn. Những dự án đầu tư của nhà nước mời nhà thầu Trung Quốc xưa nay luôn mang lại cho phía Việt Nam những quả đắng. Rất nhiều dự án trên khắp Việt Nam với chi phí bỏ ra rất cao, mặc dù giá bỏ thầu ban đầu rất thấp. Hiện tượng này đã gây lãng phí rất lớn cho ngân sách của nhà nước. Đây chính là tiền của nhân dân Việt Nam. Những quan chức đã quyết định cho Trung Quốc thực hiện dự án là những người cần phải xem lại tư cách đạo đức và khả năng lãnh đạo của họ. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có ra tay dọn rác trong các dự án này hay không? Dự án Cát Linh Hà Đông là trái đắng mời Trung Quốc làm đường sắt. Những dự án bê bối có thể kể ra như sau: khu gang thép Thái Nguyên chỉ làm ra gang, không làm ra thép. Phân đạm Hà Bắc chỉ ra đạm nước, không ra đạm hạt. Đất đai quanh vùng ô nhiễm, lúa ra bông nhưng không ra hạt. Cầu Thăng Long do Trung Quốc thi công từ năm 1974 cho đến năm 1978, được 9 trụ cầu thì bỏ dở, rút công nhân về nước. Sau đó được Liên Xô đầu tư tiếp đến năm 1985 thì hoàn tất. Nhà máy điện Ninh Bình chạy than xả khói gây ô nhiễm khu dân cư. Nhà máy đạm Ninh Bình mỗi năm thua lỗ 30 đến 50 tỷ đồng. Nhà máy sợi Đỉnh Vũ Trung Quốc chưa thực hiện, nay đã đắp chiếu, không có công nghệ sơ sợi tiên tiến nào được thực hiện chuyển giao. Gần 8.000 tỷ đồng đã bay theo mưa gió, tức là tương đương khoảng 400 triệu USD. Đây là tiền của nhân dân Việt Nam. Dự án nhôm bauxite Tây Nguyên đã bị các nhân sĩ trí thức, các nhà khoa học phản đối. Mọi thông số đều không khả thi và thiệt hại lâu dài nhãn tiền. Và đến nay hậu quả đã thấy rõ ràng. Ngắn gọn là về kinh tế thì tính toán ban đầu sai, lỗ vốn 3.700 tỷ đồng, sập bẫy nhà thầu Trung Quốc và âm mưu nhiều bề trên kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đấy là những dự án điển hình tại Hà Nội. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã chậm tiến độ ra sao, đã đội vốn như thế nào thì vấn đề này đã được báo chí nói rất nhiều từ hơn 10 năm qua. Điều đang nói là các dự án mà Trung Quốc cho vay vốn thường là những bẫy nợ khiến các nước nghèo không thể rút ra được. Phương thức ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc vốn đã quá nổi tiếng thế giới từ nhiều năm qua, rất nhiều các quốc gia nghèo đã dính bẫy và gần nước Việt Nam nhất chính là Lào. Nước này đã không thể dễ dụa để thoát ra khỏi cái bẫy nợ của Trung Quốc. Ông Đinh Tiến Dũng gặp ông Hùng Ba. Việc ngoại giao bẫy nợ thành công dựa vào sự bất lực, sự tham lam và bất tài của lãnh đạo tại các quốc gia nghèo. Ngay tại thành phố Hà Nội, chính sự thiển cận, thiếu tầm nhìn và không loại trừ khả năng lãnh đạo tham lam, nên ông Phạm Quang Nghị, cựu bí thư Hà Nội và ông Nguyễn Thế Thảo, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã rước của nợ về đặt ngay tại trung tâm thành phố. Đây là bài học lớn cho các thế hệ lãnh đạo Hà Nội. Tuy nhiên, có vẻ như ông Đinh Tiến Dũng và ông Trần Sĩ Thanh đang bước vào vết xe đổ của hai ông cựu lãnh đạo Hà Nội trước đây. Vào ngày 11 tháng 4 tại Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng đã tiếp ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Ông Hùng Ba đến gặp ông Đinh Tiến Dũng bàn chuyện hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Trung Quốc. Đặc biệt là ông Dũng muốn Trung Quốc triển khai tuyến đường sắt Hà Đông - Xuân Mai. Ông Phạm Quang Nghị, bí thư Hà Nội, để lại dự án Cát Linh - Hà Đông đầy tai tiếng. Như vậy là ông Đinh Tiến Dũng đã bất chấp lòng dân, muốn Hà Nội tiếp tục rơi vào cái bẫy nợ của Trung Quốc. Nếu là sập bẫy lần đầu thì có thể biện minh rằng mình là nạn nhân, nhưng sập bẫy lần thứ hai thì đấy là sự cố ý, chứ không phải là bị gài bẫy. Việc mời Trung Quốc tiếp tục làm dự án đường sắt Hà Đông - Xuân Mai là sự thách thức đối với toàn dân Việt Nam. Một khi lãnh đạo cố tình đạp lên lòng dân để làm dự án với Trung Quốc thì câu hỏi đặt ra là mục đích của ông Đinh Tiến Dũng là gì? Vì dân thì không phải, vì Hà Nội càng không phải.
vậy thì chỉ có thể là vì bản thân ông mà thôi. Vậy mời Trung Quốc vào làm dự án, ông Đinh Tiến Dũng được lợi gì? Lợi về kinh tế hay lợi về chính trị? Tuy nhiên, dù lợi gì thì ông Đinh Tiến Dũng cũng đang đùa với lửa đạn khi cố tình phớt lờ ý dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Dùng Hà Nội làm chính trị, kiếm trác, Đinh Tiến Dũng đùa với lửa đạn, phải không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de